Rộ nghi vấn kênh youtube của Hồ Văn Cường kiếm được 8,9 tỷ một năm, động thái của con nuôi Phi Nhung gây chú ý. Cư dân mạng đang bình luận sôi nổi về thông tin kênh youtube của Hồ Văn Cường có thể kiếm ra 8,9 tỷ đồng một năm. Mạng xã hội đang lan truyền thông tin về số tiền khủng mà kênh youtube chính thức của Hồ Văn Cường kiếm được có khả năng lên đến 8,9 tỷ đồng. Kênh youtube của Hồ Văn Cường được lập ngày 3 tháng 8 2016. Theo thống kê từ Social Play, cơ này có thể mang về cho con nuôi Phi Nhung từ 2.000 đến 32.700 USD một tháng, tương đương 45,5 triệu đến 744 triệu đồng. Nếu tính gộp lại thì trong vòng một năm, kênh youtube của Hồ Văn Cường có thể mang đến thu nhập từ 24.500 đến 392.500 USD, tương đương khoảng 557,6 triệu đến 8,9 tỷ đồng. Dù thông tin chưa được phía Hồ Văn Cường hay công ty quản lý xác nhận, nhưng cư dân mạng vẫn chia sẻ rầm rộ. Nhiều người cho rằng nếu con số này là thật thì số tiền kiếm được từ YouTube sẽ đi về đâu. Hồ Văn Cường đã nhận được đồng nào từ tiền YouTube hay chưa? Ở một diễn biến khác, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin. Hồ Văn Cường đã lập tài khoản TikTok mới sau khi tài khoản YouTube và TikTok cũ bị công ty thu hồi. Trước đó, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng về việc hợp đồng với công ty của Phi Nhung như sau. Con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết cho gia đình con. Ngày hôm nay con đã nhận được tiền cách xe 5 năm qua, nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều, và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ. Việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới. Con cũng có những điều gian dở chưa kịp nói với mẹ. Con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này, để những chuyện buồn sẽ qua đi, và mong cô để mẹ có thể an nghỉ nơi xa, bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa. Xôn xao danh sách 310 đêm diễn và sự kiện của Hồ Văn Cường năm năm qua, có show hát về mệt quá nên hôm sau phải bỏ thi trên trường. Mới đây, netizen đã chia sẻ mạnh mẽ một danh sách được cho là 310 đêm diễn mà Hồ Văn Cường đã tham dự kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2016 cho đến ngày 5 tháng 2 năm 2021. Bản danh sách này xuất hiện ngay sau khi nam ca sĩ trẻ nhận được toàn bộ tiền cách xê, cộng thêm 500 triệu đồng từ công ty của người mẹ nuôi quá cố Phi Nhung. Trong danh sách 310 sự kiện của Hồ Văn Cường theo như ghi chép bên dưới, bao gồm đêm diễn tại các chương trình âm nhạc, các chương trình truyền hình thực tế, các buổi lễ khai giảng, tiệc sinh nhật cá nhân, các sự kiện khai trương, các đêm nhạc từ thiện ở các chùa và mái ấm. Sự kiện đầu tiên mà Hồ Văn Cường nhận trình diễn theo như danh sách là sân khấu song ca cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương tại chương trình Thần tượng âm nhạc vào ngày 26 tháng 7 2016. Đêm diễn gần nhất của Hồ Văn Cường là vào ngày 5 tháng 2 2021 tại Coffee Vườn An Nhiên, quận 12. Đây cũng là coffee của nữ ca sĩ Phi Nhung đầu tư. Đáng chú ý ở show diễn ngày 23 tháng 12 2020, theo như danh sách cũng tại cấp phi Vườn An Nhiên, phần ghi chú cho biết đây là show diễn trong tuần lễ Hồ Văn Cường phải thi. Khi hát xong hôm sau dậy không nổi, nên bỏ lỡ bài thi trên trường và phải xin thi bù. Show diễn ngày 26 tháng 12 2020 cũng nằm trong tuần lễ Hồ Văn Cường thi học kỳ 1, lớp 12. Hiện tại tính xác thật của bản danh sách trên vẫn chưa được khẳng định, nhưng đang được netizen chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chúng tôi đang liên lạc với phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung để có thông tin xác thực hơn. Sau khi nhận toàn bộ tiền cách xe, tối ngày 11 tháng 10, gia đình Hồ Văn Cường có còn ở nhà Phi Nhung. Sau nhiều tháng khiến nhân tình bàn tán ra vào, vào chiều ngày 11 tháng 10, ekip cố ca sĩ Phi Nhung đã chính thức trao toàn bộ số tiền cách xe cho Hồ Văn Cường. Không chỉ vậy, phía đại diện cũng thực hiện đúng theo di nguyện của cố nữ ca sĩ khi tặng thêm cho gia đình quán quân Việt Nam Idol Kids 500 triệu đồng. Một trong những điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm đó là sau khi nhận đủ số tiền cách xê, gia đình nam ca sĩ nhí sẽ dọn ra ở riêng. Ngoài ra, Hồ Văn Cường cũng xác nhận đã rời khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi. Hiện Facebook cá nhân, fanpage và kênh youtube đều thuộc quyền sở hữu của công ty. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều ngày 11 tháng 10, căn hộ của cố ca sĩ thường xuyên có người ra vào, nhưng mọi hoạt động đều được thực hiện hết sức kính đáo, cẩn trọng. Bên dưới nhà, người thân của giọng ca 7X tập trung nhưng không có sự xuất hiện của gia đình Hồ Văn Cường. Cho đến chiều tối, căn phòng có ban công được cho là của giọng ca nhí vẫn sáng đèn. Hình ảnh con gái nuôi Phi Nhung xin mọi người đừng dùng ép Hồ Văn Cường, đồng thời giải oan cho Trang Trần. Con gái nuôi của Phi Nhung là Thiên Ngân đã lên tiếng nói rõ câu chuyện Trang Trần đến nhà gặp Hồ Văn Cường. Cô cũng xin mọi người hãy rộng lòng với nam ca sĩ. Chiều ngày 11 tháng 10, quản lý Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền cách xe lẫn số tiền cố ca sĩ đã hứa sẽ cho gia đình Hồ Văn Cường. Song song đó, phía Hồ Văn Cường cũng đăng tải dòng trạng thái xin lỗi và xin khép lại mọi chuyện. Dù thế, dư luận vẫn dậy sóng và liên tục xuất hiện những ý kiến trái chiều. Mới đây, Thiên Ngân, con gái nuôi Phi Nhung bất ngờ lên tiếng, mong mọi người đừng dồn ép Hồ Văn Cường. Mọi người cũng đừng ép em ấy vào đường cùng, nếu một ngày nào đó em ấy không thể tiếp nhận nổi nữa mà làm việc gì đó, thì chắc mẹ có vui không? mẹ cũng từng bảo vệ em ấy đến hết cuộc đời của mẹ. Bây giờ em ấy có thể lên tiếng là mẹ vui lòng rồi. Hãy để em ấy bình tĩnh suy xét việc mình làm và trả lời. Chính những lời suy xét chửi rủa của mọi người sẽ gián tiếp giết chết con người. Thiên Ngân cũng nói rõ chị người mẫu trang trần vào nhà quay clip live stream hỏi Hồ Văn Cường nhưng không hề nặng lời hay ép cung như đồng đoán. Việc em bảo vệ mẹ cũng như bảo vệ em cường như nào mà để người khác vào nhà hỏi cung thì em xin trả lời người lớn trong nhà cho phép cô ấy mới có thể vào được và cô ấy cũng không nói nặng lời gì cả em cường có thể không trả lời như mọi người đã thấy thì thôi cũng không có gì hết cô ấy cũng chỉ mong rằng cường có thể giải oan cho người mẹ đã khuất thôi cô ấy không hề có chửi rủa nên em mong cả nhà có thể hạn chế chỉ trích để cho em cường được bình tĩnh hơn cũng như mẹ có thể yên nghỉ cũng trong lúc này quản lý cố ca sĩ phi nhung cũng có chia sẻ riêng giải quyết xong mọi việc theo đúng kế tinh. Mình có thể không thắng nhưng thua thắng giờ không quan trọng. Quan trọng hơn là sống và làm theo cái tâm. Đúng cách của bạn vẫn làm. Mỉm cười đi chơi nha. Hồ Văn Cường bất ngờ được mời ký hợp đồng tận 10 tỷ đồng sau thông tin dọn ra khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung. Những ngày qua dù ca sĩ Phi Nhung đã ra đi nhưng ồn ào liên quan đến chuyện tiền bạc với con nuôi vẫn chưa dừng lại. Trên mạng xã hội một nữ CEO liên tục réo tên cố ca sĩ và yêu cầu phía gia đình Phi Nhung phải trả tiền cho Hồ Văn Cường. Không để khán giả chờ đợi lâu, vào chiều ngày 11 tháng 10, quản lý ca sĩ Phi Nhung đã có những công bố chính thức về việc quyết toán tiền cho Hồ Văn Cường. Giọng ca nhí cũng cập nhật trên trang cá nhân dòng trạng thái dài, nhắc về màu tiền cách xê của bản thân trong thời gian vừa qua. Nam ca sĩ thông báo đã được công ty quản lý giải quyết tiền cách xê suốt 5 năm qua và hy vọng mọi chuyện khép lại. Giữa nhiều sự việc đang bàn tán xôn xao, mới đây trên mạng xã hội một nhà khoa thẩm mỹ khá có tiếng đã đăng tải lên trang fanpage với thông báo, bày tỏ nguyện vọng muốn mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh với giá 2 tỷ một năm. Dược phẩm hân hạnh mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh, cách xe 2 tỷ đồng một năm, hợp đồng 5 năm. Thanh toán trước một năm sau ngày ký hợp đồng. Ai giúp em liên hệ với Hồ Văn Cường đấy ạ? À? Thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Ngoài một số bình luận thể hiện sự kém duyên dành cho Hồ Văn Cường, rất nhiều ý kiến cho rằng vì Hồ Văn Cường có thêm những cơ hội khác là hoàn toàn xứng đáng, giúp giọng ca nhí có nhiều cơ hội sau cột mốc 18 tuổi và đặc biệt là khi bắt đầu cuộc sống tự lập ra riêng. Trước đó đại diện phía Phi Nhung cũng cho biết về kế hoạch ra ở riêng của Hồ Văn Cường, gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường cũng như cá nhân của cường sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi